Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung vào những vi phạm chất lượng về điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình thanh kiểm tra, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về bảo đảm an toàn thực phẩm. Dự kiến thời gian kiểm tra từ ngày 28 tháng 8 năm 2023 đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 trên phạm vi tại 30 quận, huyện, thị xã.